Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, lực lượng công an đã tích cực phát huy hiệu quả mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình, ứng dụng các trang nhóm Zalo an ninh trật tự có sẵn vào công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 sâu rộng trong toàn dân. Đây là cuộc họp giữa công an xã Chư Ê Bua, thành phố Buôn Ma Thuột và đại diện người dân trong nhóm Zalo an ninh trật tự thôn 7 để triển khai các biện pháp thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh toàn thành phố phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, ở xã Chư Ê Bua đã có 3 ca nhiễm COVID-19, gần 500 trường hợp có quyết định cách ly y tế tại nhà. Trước tình hình đó, thời gian qua, công an xã Chư Ê Bua cùng các nhóm Zalo an ninh trật tự ở các thôn, buôn đã tăng cường kết nối, tương tác, chia sẻ, thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 hàng ngày đến toàn dân một cách nhanh chóng, hiệu quả. Nhận thấy được sự tiện ích đó, người dân trong các thôn, buôn tham gia vào các nhóm Zalo an ninh trật tự ngày càng nhiều hơn. Với ban tự quản buôn, hiện nay thì trang Zalo này thì cũng là để tuyên truyền cho bà con trên xã nắm được những cái văn bản chính thức, chính thống của Ủy ban nhân dân tỉnh là cũng như là Ủy ban thành phố chỉ đạo về cho các phường, xã trên địa bàn của thành phố Buôn Ma Thuột và nhằm đưa những cái thông tin chính xác để bà con chúng ta thực hiện tốt trong công tác cái phòng chống dịch hiện nay. Ngày nào thì thông tin trong Zalo thì nhà nào nhà đấy cũng ai cũng được xem hết. Cho nên mỗi lần nghe thông báo trên Zalo là nhân dân chấp hành. Còn đi rẫy đi nương này cũng mang khẩu trang rồi cũng xin giấy phép đi rẫy mới được đi, còn không là không bây giờ dám đi. Còn ban tự quản thôn thường xuyên nhắc nhở nhân dân không tập trung đông người. Hai nữa là không được ra đường, nếu mà ra đường phải đeo khẩu trang. Rồi như bác thường thường sáng nào là tập thể dục, không ra ngoài đường, chỉ tập vòng trong sân nhà thôi. Và bà con trong Bùn Thấp Rông này, ai nhà nào nhà ấy cũng chấp hành tốt. Thông qua cái mạng xã hội này, cơ quan công an đã kịp thời đăng tải những cái thông tin như là các cái văn bản triển khai của các cơ quan chức năng, cũng như là các thông tin về tình hình dịch bệnh, các thông tin về các cái trường hợp nhiễm bệnh, các trường hợp là F1, F2, từ đó là người dân biết được để người ta chấp hành, đồng thời là người ta góp sức với lực lượng chức năng để là kiểm tra, giám sát đối với những người mà có cái quyết định cách ly tại nhà đó. Nếu trường hợp nào mà có cái phát hiện cái trường hợp là anh không chấp hành nghiêm cái việc mà cách ly tại gia đình hoặc anh là đi ra khỏi nhà thì chính người dân, người hàng xóm đó người ta đã kịp thời báo cho cơ quan công an để là cơ quan công an là thông qua là cái điện thoại là kịp thời nhắc nhở cho cái người có quyết định cách ly đó. Cũng thông qua cái mạng xã hội này, lực lượng chức năng đã đính chính phản bác lại những cái thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật, tránh cái sự hoang mang của người dân đối với trong cái tình hình dịch bệnh như thế này. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gần 2 năm nay, lực lượng công an đã triển khai sâu rộng mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình với 230 trang Zalo an ninh trật tự được xác thực và lập hơn 1.170 nhóm Zalo an ninh trật tự ở các thôn, buôn, tổ dân phố với trên 21.750 thành viên. Đây chính là lợi thế để lực lượng công an cùng cả hệ thống chính trị thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 một cách nhanh chóng, hiệu quả, sâu rộng trong toàn dân. Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường các nội dung công tác tuyên truyền về phòng chống dịch theo chỉ thị 16. Qua đó chúng tôi đã triển khai đăng tải được 33 lượt bài viết trên 2 trang Zalo của Ủy ban nhân dân phường và của công an phường được 209 ý kiến của người dân. Và lực lượng cảnh sát khu vực cũng đã kịp thời trả lời, tư vấn, giải thích, tuyên truyền trên 2 trang Zalo để người dân hiểu rõ, thực hiện chỉ thị 16. Hiện tại trong khu cách ly này có 28 hộ và 98 khẩu.
Chúng tôi đã có tất cả các số điện thoại nên liên kết bằng Zalo. Ngoài này muốn tuyên truyền vào trong từng hộ, từng khẩu thì bằng cái số điện thoại Zalo kết nối với nhau ạ. Nếu có tình hình mà ho sốt diễn biến bất bình thường thì sẽ có thông tin ra bằng Zalo cùng phối hợp thực hiện. Nhờ mua lương thực thực phẩm với nhau để cung cấp đi ra đi vào cho thuận tiện, đảm bảo. Trong bối cảnh phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhất là ở các khu cách ly phong tỏa, việc ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook tạo nhóm để chia sẻ thông tin, tuyên truyền, động viên nhau là cách rất tiện ích, hiệu quả và nhanh chóng. Hy vọng cách làm này sẽ được lan tỏa ngày càng sâu rộng đến khắp các thôn, buôn, tổ dân phố trong cả nước.